Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Elite Sport là thương hiệu sản xuất, cung cấp thiết bị luyện tập thể thao, chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Việt Nam. Mỗi năm, Elite Sport đưa ra thị trường hàng triệu thiết bị rèn luyện thể lực như máy chạy bộ, xe đạp tập, ghế massage, các thiết bị chăm sóc sức khỏe. Hệ thống 121 showroom tại 63 tỉnh thành. Sở hữu nhà máy sản xuất thiết bị luyện tập đầu tiên tại Việt Nam. Tạo việc làm cho hơn 1.000 nhân lực lành nghề, chuyên môn cao. Hệ thống máy móc hiện đại hóa, áp dụng theo tiêu chuẩn từ Mỹ. Năm 2020, nhà máy Elite nhận khoản đầu tư 10 triệu đô la Mỹ sản xuất thiết bị luyện tập, kỳ vọng vươn lên với vị trí dẫn đầu Đông Nam Á. Đây là bước chuyển mình lớn, thể hiện tinh thần tự lực, hùng cường của doanh nghiệp Việt. Sức khỏe cho người Việt là mục tiêu của cuộc đời tôi. Vì vậy, trong thời gian tới, tập đoàn sẽ tập trung xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường dựa trên một nền tảng sức khỏe xã hội vững chắc. Bên cạnh các chính sách bán hàng như trả góp 0%, tặng quà khuyến mãi, Elite Sport còn thể hiện sức mạnh và chất lượng sản phẩm với các chính sách bảo trì trọn đời, giao hàng nhanh trong 24 giờ. Elite Sport tự hào là thương hiệu thiết bị luyện tập, chăm sóc sức khỏe được hàng triệu người Việt Nam tin dùng.